Mua mua, mình đang suy nghĩ món quà cho cuộc thi của thị trưởng. Mấy bạn có ý tưởng gì không? Mua 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 mua. Thời trang hả? Nhưng mà Mama Bay cũng đang thiết kế một bộ trang phục sặc sỡ rồi. Thì con hãy chuẩn bị một món quà khác. À, thị trưởng. Con chào thị trưởng. Mua mua mua. Ủa, sao thị trưởng lại ở đây? À ha, ta đi ngắm cảnh thì thấy con. Con chuẩn bị cuộc thi sao rồi? Dạ, con vẫn chưa biết sẽ chọn món quà gì. Món quà tuyệt vời ở ngay đây nè. Không được, đây là các bạn của con. Không, không, trời ơi, con hiểu sai ý ta rồi. Ý ta là thứ con đang đeo trên tay kìa. À, đồng hồ Kun, sao con lại không nghĩ ra chứ? Đồng hồ thông minh Kun giúp mình biết được thể trạng sức khỏe. Ai có đồng hồ này có thể khỏe hơn mỗi ngày. Cảm ơn thị trưởng. Có gì đâu, thôi ta đi đây. Con chào thị trưởng. Mà nè, lẽ ra ta không được gợi ý cho thí sinh đâu. Ta làm là vì có cảm tình với con. Vì thế, con không được nói cho ai biết con đã gặp ta nha. Dạ. Ủa, các bạn chuẩn bị quà tới đâu rồi? Bí mật, tớ không nói cho cậu biết đâu. Món quà của bọn tớ rất là xịn. Phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về tớ rồi. Dập cái mông của ta rồi. Dạ, con xin lỗi. Hả, ngài thị trưởng? Con vô ý quá à. Đi đâu mà bất cẩn vậy con? Con đang suy nghĩ về món quà cho cuộc thi nên không nhìn thấy ông. Ta nghe nói con có đôi giày thể thao rất xịn đó. Không phải là mang giày vào sẽ chạy rất nhanh sao? À, tại sao con không nghĩ ra ta? Đôi giày Kun sẽ là món quà tuyệt vời. Hey. Con cảm ơn ngài thị trưởng. Có gì đâu nè, giúp con là ta vui lắm rồi. Hey. Chớp chớp ơi, gọi ba ăn cơm. Đã làm các con giật mình. Ủa, ba có bị sao không vậy ba ba? Ba không sao. Con về nhà ăn cơm với mẹ trước đi. Ba ba tắm cho bò, xong ru nó ngủ rồi sẽ về. Bò ơi, bò ngủ cho ngoan, rồi cho ta những dòng sữa ngon lành nha. Trời ơi, khổ lồ, ngươi làm gì vậy? Cái radio yêu quý của ta, ngươi thật là độc ác mà. Đừng nói với ta, đây là món quà dự thi của ngươi đó nha. Đến cái radio cũng không tha. Ta đã chuẩn bị một món quà khổng lồ, hãy đợi đấy. Ôi sao, cái thằng hông. Ta sẽ chiến thắng cuộc thi cho ngươi biết tay. Cái radio bé mộng. Ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta đâu. Trời ơi. Không biết lão tiến sĩ Đơ này bị gì nữa.
món quà ý nghĩa chưa nào? Ủa, ba chưa tới hả mẹ? Ba con kêu sẽ tới trễ một chút. Nếu đã sẵn sàng, ta tuyên bố phần tranh tài cho cuộc thi bắt đầu. Sau đây là phần thi của Thơ Nguyễn. Đây là ba lô thần kỳ. Ba lô này có thể chứa thật nhiều món đồ yêu quý để bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu. Đặc biệt, ba lô còn tỏa sáng trong đêm tối, không lo lạc đường nhé. Thật là một món quà tuyệt vời. Ngươi định đè hết mọi người ở đây với cái tòa nhà đó hả? À, ông quên, tôi chưa nghĩ tới. Cái tên ngu này phải để tôi đặt lại. Nhưng món quà của tôi là cái nhà này nha. Không ngờ hắn có thể vác cả một cái nhà. Ông có muốn du lịch ngoài vũ trụ không thị trưởng? Ông ta lại có âm mưu gì nữa đây? Bình tĩnh, ta đến để tham gia cuộc thi mà. Ta tặng ông chiếc phi thuyền không gian này nha. Tha hồ đi du lịch, đi đâu cũng được. Ông điên hả? Tặng cái phi thuyền thì chúng ta ngủ ở đâu? Ngươi đúng là nông cạn mà. Có được phần thưởng đó thì muốn làm bao nhiêu cái phi thuyền mà trả được. Hen, lâu lâu ông cũng thông minh quá. Đến lượt chúng ta rồi kìa anh hai, phải xuất hiện thật ngầu mới được. Sau đây là phần thi của xanh điệu và bền chắc, giúp chúng ta nổi bật mọi lúc mọi nơi, tạo năng lượng tích cực cho cuộc sống. Và cuối cùng là phần thi của Jump Jump. Vậy thôi, nhắc nhở chúng ta phải luôn vận động thể thao mỗi ngày để tăng cường sức khỏe. Sao Papa Bự lại không xuất hiện chứ? Thôi cũng chẳng cần, ta đã có những thứ mình muốn rồi. Mọi người đều chuẩn bị những món quà vô cùng ý nghĩa. Ta rất là vui. Bây giờ ta xin tuyên bố, người thắng cuộc đó là... Uống sữa Cool siêu ngon, sưu tập bảo bối siêu Cool.